Tuần qua, giá lợn hơi có xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam với mức giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Cụ thể tại miền Bắc, giá lợn tại Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại Thái Bình giảm mạnh nhất 2.000 đồng 1 kg. Miền Trung được coi là khu vực có giá lợn hơi cao nhất cả nước với mức giá từ 29.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Thị trường miền Nam bị ép giảm giá dao động từ 26.000 đến 30.000 đồng 1 kg vì các thương lái phải vận chuyển lợn đi các lò mổ khác để giết mổ sau vụ lò mổ tại thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện tiêm thuốc an thần vào lợn. Dự báo khó có thể xảy ra khả năng giá lợn hơi sẽ tăng trở lại trong hướng có lợi cho người nuôi trong những tháng cuối năm 2017. Tuần này, giá gạo tăng do nguồn cung khan hiếm vì mưa kéo dài, ảnh hưởng tới chất lượng lúa và làm chậm lại việc thu hoạch lúa đông xuân. Tại miền Bắc, hơn 22.000 hecta lúa đã bị thiệt hại bởi lũ lụt vừa qua. Các thương nhân ước tính thiệt hại khoảng trên 120.000 tấn. Do tồn trữ thấp, các thương nhân Việt đang phải tích cực thu gom hàng để thực hiện những hợp đồng đã ký, đẩy giá tăng lên 390 đến 400 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 5% tấm của Việt Nam, từ mức 390 đến 395 đô la Mỹ một tấn tuần trước. Nghị định số 116 năm 2017 NĐ-CP vừa ban hành đã quy định cụ thể các điều kiện để doanh nghiệp có thể sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô vào Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu ô tô phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê hay thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại nghị định. Ngoài ra, một yêu cầu khác của nghị định là kiểm định với từng lô xe được nhập khẩu về Việt Nam cũng là yếu tố được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đánh giá là không dễ thực hiện. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung hết quý 3 năm 2017 đã có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài ra, chính phủ sẽ sửa đổi một số chính sách về lựa chọn nhà đầu tư, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và bảo hiểm nông nghiệp. Vinaconex vừa thông báo có kế hoạch chuyển nhượng vốn đầu tư tại công ty cổ phần nước sạch Vinaconex Vigwasco và công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex Viglasco. Việc thoái vốn nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tổng công ty theo chỉ đạo của chính phủ là chỉ tập trung vào ngành nghề chính. Vinaconex hiện nắm giữ 25,5 triệu cổ phiếu VCW, tương đương với 51% vốn điều lệ. Với mức giá đóng cửa 38.600 đồng mỗi cổ phần, tổng số tiền mà Vinaconex thu về nếu giao dịch toàn bộ phần vốn này sẽ là 984,3 tỷ đồng. Theo đó, Vigwasco và Viglasco đều được biết đến với đường nước sông Đà đã có 21 lần vỡ ống trong 7 năm đưa vào vận hành và vụ án liên quan đến dự án này.